Xin chào các bạn, mình là Tâm Vũ. Sau đây mình sẽ nói về cái tính năng mới trong cái firmware 1.72 của con kia các chú đẹp trai quá. Con Crane 2 này. Thì đầu tiên thì có một bạn hỏi mình là với con 7D2 thì cái jack cắm của nó là cái jack cắm 3.0 nhưng mà to ấy, thì có cắm được vào con này không? Thì câu trả lời mình là có. Các bạn cứ dùng sợi cáp Canon bình thường như này và cắm vào cái lỗ to ấy, các bạn sẽ cắm vào thì việc kết nối là hoàn toàn bình thường và có thể kết nối được. Tiếp đến thì mình sẽ nói về cái vấn đề là ở firmware mới của Crane 2 thì có cái gì. Với con Zhiyun Crane 2 thì việc đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái phông chữ nó đã thay đổi và nó có cập nhật một số cái tính năng về phần focus của đối với Canon, và cập nhật thêm một cái góc, có nghĩa là cái POV trước đây thì chỉ có con Ken Plus có, thì bây giờ đã cập nhật lên con Ken 2 này. Thì các bạn đầu tiên các bạn để biết là vào được cái tính năng POV thì đầu tiên các bạn ấn 2 lần để chuyển qua nút mode. Đó, 2 lần để chuyển qua nút mode. Và trước đây muốn nghiêng thì phải sử dụng joystick và thực chất là nghiêng không chuẩn lắm. Theo một cái, nếu mà bạn đang tiến thẳng mà nghiêng thì không chuẩn lắm, nhưng mà bây giờ các bạn ấn tiếp này, 2 lần vào cái nút POV. Đấy, trên màn hình nó sẽ ấn 2 lần khi đang ở full mode thì nó chuyển qua POV, và với POV các bạn có thể làm được gì? Đó, nghiêng tay như này là nó có thể nghiêng được rồi. Và tiếp theo trong menu thì có gì? Trong menu thì và phần chữ các thứ nó đã thay đổi một tí, và đây là cái phần khác là ở vòng nó có thêm cái nút wheel này. Điều chỉnh độ nhạy thì giống như bản cũ, nhưng bản mới thì có nghĩa là set điểm A, điểm B. Điểm A, điểm B. Cầm một tay màu tay quá, mình bỏ con đất. Đó, đây nó có set điểm A, điểm B cho cái vòng xoay này. Có nghĩa là các bạn sẽ không quay quá cái điểm này ở cái vòng xoay, focus trong khoảng này thôi. Và tiếp đến là nó có vài cái hay hơn nữa, nhưng mà mình cũng không biết. Thì ở phần mình chỉ nói qua những cái nó mới có thôi, vì mình dùng Sony nên là những cái áp dụng với Canon thì mình cũng sử dụng nhiều mà có khi cũng không dùng. Ở phần joystick này thì nó có reverb, có nghĩa là đảo ngược lên, đảo ngược lại cái chiều á. Và ở dưới nữa thì là có tính năng cân luôn. Các bạn có thể cân lại cái gimbal này không thông qua điện thoại, kết nối điện thoại nữa. Ở cái phần này thì đọc là thế nào thì tiếng Anh không rõ lắm. Thì là các bạn có thể điều khiển, là ví dụ là một số bạn gắn thêm cái đế ở trên này này thì cái máy khi khởi động nó sẽ thẳng, nhưng mà các bạn là cái đế nó bị vênh thì các bạn sẽ dùng cái thông số này ở các bạn chỉnh lại cái góc cho nó được gọi là thẳng nhất có thể. Đấy. Trên đây thì là con 7D2. Đó, bật lên cái thì là không biết kết nối chưa ta. Rồi, bật lên một cái thì đã kết nối luôn rồi. AV, đây là khẩu độ. Đây là tốc, và đây là ISO, mình sẽ giảm xuống. Bản mới này còn cái đó là đã kết nối với Sony, nhưng mà mình ở đây hiện tại mình không cập Sony nên mình sẽ làm một cái video về cái kết nối đấy sau.